Con hãy thay mẹ chăm sóc cho Út. Bao nhiêu tài sản của chị để lại cho em và thằng Hiếu. Con nhớ nghe lời dì nha con. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Dì làm chủ của nhà này từ khi nào vậy? Từ khi mẹ của mày nằm giường bệnh chờ chết. Tao đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Ây da, mày là người xấu mà đánh anh của tao. Xấu hả? Tao tốn biết bao nhiêu tiền mà tao còn là người xấu nữa hả? Anh em tụi bay không có biết điều. Bà mới là người ra khỏi gia đình này. Cái căn nhà này là tao đã đứng tên rồi. Tụi bay đưa ra đây. Đi, đi, tụi bay đi. Đi cho tao, đi cho tao. Đừng có trách tao. Mẹ ơi con đói bụng. Mẹ ơi con đói bụng. Để anh ra ngoài kiếm gì chốt ăn nha. Hứa với anh hai á là ngồi im chỗ không được đi đâu nha. Chú cho con phụ rửa chén với là phụ chú được không chú? Út ơi, anh mua hủ tiếu về cho em ăn nè. Em đâu rồi Út ơi? Em đâu rồi Út? Trả Út lại cho tôi. Mày đi, mày bắt nó vô nhà chó cho tao. Buông tao ra. Đưa lại, đưa lại. Xin lỗi. Bế mày. Xe tao mới gì chết tao à. Ơi. Ê, dễ xấu gấp lắm lắm. Xin lỗi. Xin lỗi. Có sao không anh? Không sao. Xin lỗi nha. Ủa sao không? Không. Bye. Vô ăn tô hủ tiếu mở hàng đi cưng. Vô đi, vô đi. Đầy đủ nha. Chị ơi, cho em tô hủ tiếu đi. Chị đang làm nè, cái gì cũng phải từ từ chứ trời. Mày hối vậy? Đói gì đâu. Ngon lắm đó nha, tôi đặc biệt nha. Ăn ngon tới hủng hộ tiếp nha anh. Cảm ơn. Có chưa? Hẹn từ bữa giờ. Có rồi, từ từ. La sùm với ba. Không, hẹn gì lâu lắc vậy bà chị? Hàng ngon thì mới lâu, hàng tuyển đó, lựa đi. Không à. Trời ơi, ba cái thằng quỷ gì mà xài cái gì ba, rồi chém ai? Trời ơi trời, giỡn hoài cha. Cho em thử cái đại ca. Ba cái hàng này đem đi chém mẻ hàng chứ làm sao mẻ người. Trời ơi, mà tao chém thử cái mẻ không? Trời. Khùng quá mày. Cái này bớt đi nha. Chị làm gì căng thẳng là bớt giá rồi bà chị ơi. Thôi bớt cái gì, hàng ngon mà, mua giùm đi, mua giùm cảm ơn. Cái này bớt giá mày lấy à. Thôi, sáng sớm mà, mua giùm cho em Út nó đi hả. Bớt giá đi. Giờ mày lấy không? Trả giá hoài, tao cho một cây vô đầu mày nha. Đang coi. Mày mua thì ít, mày trả giá thì nhiều. Tiền chị ơi. Anh, lựa thoải mái nha, em qua tính tiền xíu. Lại lên. À, 50. Cái gì bán mắc vậy? Người ta bán có 20 ngàn mà chị bán gì 50 ghê hả? Rồi bây giờ mày lỡ ăn rồi, bây giờ mày chê mắt mày cũng phải trả tiền thôi. Móc xỉa, lẹ. Trời ơi, sáng sớm. Ủa? Chết rồi. Chết gì? Tiền tôi mất đâu hả? Tiền mày mất, tiền mày ở đâu mày hỏi tôi làm gì sao tôi biết? Tôi bị móc túi rồi sao á? Cưng ơi, chiêu này cũ rồi nha. Thiệt mà. Đi qua đây.
nhanh lên. Giờ tụi bay thích thử hàng đúng không? Tao thử cho tụi mày coi nha. Dòng cái thứ này là tao đâm mày chết nha mày. Cái lớn vậy bộ. Trời, cái đó đâm là loại gục gì ơi. Cô làm gì ghê vậy? Cùng lắm không có tiền thì tôi rửa chén, tôi nợ cô, có làm gì ghê vậy? Mày biết khùng hả? Tao cần gì mày rửa chén? Tao cần là cần mày trả tiền cho tao nè, có tiền không móc ra. Buông ra. Trời ơi, ăn cái tô hủ tiếu mà không trả tiền. Em, chó. Mày ngon lắm, mày dám chọc giận cô Lâm Anh bến tàu này nha. Tao gặp mày một lần nữa đi, mày cho nó gặp một lần nữa đi. Mày ơi mày. Chó. Ê, gì vậy bà nội, hết hồn à? Thì có mua không? Mua. Tiền đây. Nè. Đi. Mua thì mua, không mua thì thôi. Yeah, hoài. Tụi mày mà không mua đồ của tao, tối nay chém lộn với thằng Mực lấy gì chém? Cái gì? Ê mày, mày thấy tao hay không? Nhờ cọc giấy số giả này mà tao có tiền nộp cho đại ca, không bị chửi, được thưởng mà không bị đánh luôn. Ừ, ghê mày. Mà hên mày, hên thằng đó khờ khờ, dễ dụ vậy mới được chứ. Thằng đó không phải thằng khờ, thằng đó thằng khùng. Ê mày nghe. Ê, ê, là mày lấy tiền của tao đúng không? Ê, lấy tiền mày nào mày? Sáng rồi tao gặp hai với mày thôi. Hai mày không lấy ai lấy? Nè nè nè, nói gì phải bằng chứng đàng hoàng nha. Ai làm chứng? Mày lấy của tao đúng không? Không có. Ê, 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 tụi mày lấy ra ngoài lấy á. Ê, nè, nè, mày làm gì vậy? Mày bình tĩnh rồi mày làm gì vậy? Bây giờ mày có đưa cho tao không? Tao không có lấy. Mày có đưa cho tao không? Ê, hả? Ê, từ từ, bình tĩnh. Tao nhớ rồi. Mày đưa không? Tao nhớ rồi. Đại ca tao giữ, tao không có giữ. Bây giờ sao trả lại cho tao? Mày muốn lấy mày gặp đại ca tao. Đưa tao đi nhanh lên. Từ từ. Ê, mày đá ngoài sông nhặt đi luôn á. Chó này đã đậu á. Nhanh đi. Từ từ mày. Mày nó khùng nè. Lẹ mày. Tụi mày dẫn tao đi đâu mà thấy ghê quá vậy? Ghê, tụi tao mới dẫn chứ. Tao nói trước nha, ở trọng hả, bước vô là không thể nào mà ra được đó. Tao cho mày suy nghĩ kỹ lại đó. Nè, giờ suy nghĩ kỹ lại đi. Đưa tụi tao mỗi thằng 20 ngàn. Tụi tao thả mày về. Điều không? Vô nguy hiểm á. Điều không? Phải mày xạo tao đúng không? Thì thôi đi. Uầy, 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 cái gì vậy? Cái gì vậy? Trùng cái lá. Ê, cái gì vậy? Đạp cái chó vậy giờ. Qua đây. Qua đây nè. Khoan. Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Kéo cái quần cái. Đi. Có cái gì trong nè? Tao cho mày suy nghĩ kỹ rồi đó. Mày vô là mày không có đường ra đó. Bây giờ ở đây mày đưa mỗi thằng 50 ngàn, tụi tao cho mày về. Tới đây là nguy hiểm rồi đó. Thôi, tao không có tiền đâu. Tao có ít tiền, giờ tao phải đi vô, tao lấy cho bằng được. Thằng này sống vật chất quá mày. Vô. Vô. Ê, đưa 120 đi cho mày về. Đưa mình tao thôi, khỏi đưa nó. Thôi, tao vô. Giàu sống vật chất của mọi. Mọi. Dạ, có em. Em gửi đi ca. Liên. Dạ. Râu. Dạ. Có em. Mày tránh ra, tránh ra. Tụi bay không có quà cho đại ca, tránh ra đi. Đại ca, em biết hôm nay sinh nhật đại ca, em có quà tặng cho đại ca. Có quà? Dạ. Đâu? Happy birthday to you. Mày tặng tao chiếc dài vậy? Dạ, bên công còn chiếc vớ nữa. Ủa, đâu rồi? Bà, đồ à. Cha mày, mày giỡn mặt tao. Quỳ xuống. Dạ. Tại sao tụi bay phải cống nạp tiền cho nó à? Tại vì nắm nắm của đại ca Mực ở đây là mạnh nhất. Đại ca Mực hỗ trợ tụi tao. Đúng rồi. Ở đây á nha, đại ca Mực là chùm của quán tàu này á. Mạnh lắm. Bảo vệ cái gì? Tao thấy nó đang hiếp tụi bay thì có. Trời ơi, kiếp đâu kiếp. Đúng tin thì con này. Coi nè. Giang ở đây nè. Em có làm gì đâu được nha. Bao nhiêu lần rồi hả? Hả? Tao kêu mày kiếm gì? Kiếm tiền.
mà lúc nào mày cũng chôm ba cái dài dép rồi mùng mền chiếu gối về làm cái gì hả? Dạ, hả? Dạ. Mày tên gì? Mày tên gấu. Dạ. Tao nghĩ mày nên đổi tên là chó đi. Dạ. Cái đồ ốc chó. Dạ, dạ. Kiểu như mày á hả? Đừng hòng cho tao bảo kê nữa nha. Ê dạ. 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 Nghiêm thiệt mày ơi. Đuôi gấu. Nhưng bây giờ sao? Bây giờ sao? Để tao ra. Gì vậy? Mày nói tao đuôi mày chết. Ra đi. Mày giờ sao? Gấu gì? Gì đây? Dạ. Ê, ông có gì đó kìa. À, ông ơi. Ủa vậy? À, kìa. Thầy kìa, thầy gì đây? Không được, thầy kìa. Thầy kìa. Thầy cái tiền này, tiền mua thuốc của mày em á, mày em không có tiền này là mày em chết đây ca ơi. Mày đang bệnh hả? Mẹ đang bệnh, mày em lại đây ca. Đâu? Đây ca, đây ca. Đâu? Mày bình tĩnh coi. Mẹ mày đang bệnh đúng không? Dạ. Mày bình tĩnh. Giờ không có tiền là mẹ mày chết. Dạ. Trời ơi sao mày không nói sớm cho tao? Tao mà biết á thiệt luôn á, mẹ mày chết thì kể mày á mày. Trời chó phản đâu? Phản đâu? Phản đâu hả? Tiền thuốc của mẹ là ai mà nó không lấy nữa. Không biết nó không phải là con người nữa. Giấu tiền. Giấu tiền. Mày làm gì? Mày mất dạy rồi vậy? Mày làm gì mày đánh người ta vậy? Mày là thằng mất dạy rồi vậy? Mẹ nó không có tiền mua thuốc mà mày còn lấy của nó nữa. Mày có phải là con người không vậy? Tao không quan tâm. Tao hỏi mày là thằng mất dạy nào? Mày mới là thằng mất dạy á. Bà nội mày á. Chửi tao hả? Thôi mày mày. Dạ. Rồi mày kiếm thằng này ở đâu ra vậy hả? Đâu ấy tính phản tao á hả? Không đủ tuổi ha. Uổng công tao chăm sóc tụi mày. Bảo kê tụi mày hôm nay tao cho tụi mày ra bỏ. Tụi mày muốn gì? Tụi mày đừng đụng tới tao nha. Mày coi chừng tao đó. Tụi mày phản tao. Nhớ rõ mặt chó mực này nha. Ê! Tụi bay yên tâm đi. Tụi nó đi rồi. Anh là người đầu tiên ở đây mà dám đánh thắng mực á. Em mới phát hiện ra ở đây không phải nắm đấm thằng mực hạ mạnh nhất mà là cái chai bia đó. Anh quá liều. Quá liều. Anh ông ấy ở đây làm đại ca tụi em đi. 5, 6, 7 vô. Đại ca. Tụi bay làm cái gì vậy? 5, 6, 7 vô. Đàn em. Thôi được rồi. Tao á, bây giờ tao cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng mà từ nay á, tụi bay đừng cướp công việc người ta nữa. Ê, vậy làm gì ăn? Tiền đã mua thuốc cho mẹ. Ôi mẹ em tại sao? Từ nay tụi mình sẽ là một gia đình. Thế nhân sinh vốn vô thường, có chăm bề lấy lạc lối. Ai da, thế nói về câu đau đớn đời ta. Đau đớn, buông. Có được chi để cai dây? Hết ly này, đắng hay cay. Phút say này mình sẽ hào bước theo đời. Có sương cùng chia, có đau cùng qua. Hủ tiếu nè. Trễ 30 phút. Thôi mà thông cảm gì mà anh đi, không thấy trời mưa trời gió hả? Không có thông cảm gì hết á, trừ vô tiền bánh hủ tiếu nha. Rồi, coi như sáng giờ làm công không luôn. Tao mệt vậy không mời được ly nước uống nữa. Mà bị đuôi sao không thấy là thùng trà đá nè, tự uống đi. Nhiều nha. 5.000. Cái gì? 10.000. Hả? 15.000. Khùng. Ai khùng? À, tôi khùng. Sao em lúc nào cũng tiền không à? Thiệt cái chữ tiền hiện rõ trên mặt luôn á. Rồi nè, thả lỏng cái mặt ra được không? Lúc nào cũng căng thẳng rồi. Sao anh ngộ à? Sống ở cái bến tàu này mà cái mặt không căng cho tụi nó leo lên đầu cởi cổ hả? Lo gì? Có anh ở đây nè, thách thằng nào ăn hiếp được em á. Bước đi ba, cái thân mình còn lo chưa xong kìa. Chuyện dễ quê của ta.
Ê nhóc, có tiền trả tôi chưa mày? Tiền gì vậy? Tôi tới trả tiền cho cô nè. Hồi bữa tôi bị mất tiền thiệt. Gì có 50 ngàn vậy? Bao nhiêu ngày rồi cũng phải có tiền lãi cho người ta chứ. Đúng rồi bạn ơi, tao buôn bán ở đây khó khăn quá mà phải trả tiền lời tiền lãi cho người ta chứ. Cô làm gì ghê hả? 100 ngàn. Đúng rồi, móc 100 ngàn trả cho người ta đi. Cô họ chém hay họ chặt vậy? Họ lụi á. Ê, lụi trả đi, nó lụi thiệt á. 100 ngàn lẻ lên. Suy nghĩ lẻ gì lên. Nữa, trả người ta đi. Đây nè, trả cô luôn á. Gì đó. Rồi. Đây, giùm này quen quen ta. Mày là Hiếu đúng không? Đại ca mới của mấy nhóc bán vé số ở đây chứ gì? Đúng rồi. Hay quá bạn. Tao là Dũng, giao hữu tiểu dạo. Từ lúc mà về đây á, tao thấy mấy nhóc ý thức hẳn ra luôn. Không có móc túi dạo, không có phá làng phá xóm nữa. Tụi nó chịu lao động á, được. Tụi nó mỗi người mỗi hoàn cảnh. Tuy là không cha không mẹ, nhưng mà đây là gia đình mới của tụi nó. No thì cùng no, đói thì cùng đói. Đói cùng đói, no cùng no. Má ơi, công nhận mấy cái thằng mà không có tiền cái phong cách nó nói chuyện ngộ vậy. Nói chuyện với mẹ cảm giác như đang học tổ dân phố. Rồi, nói đâu giận. À, mà giới thiệu với bạn, cổ là Lâm Anh, chủ quán hủ tiếu ở đây á. Tuy là ác mồm ác miệng vậy thôi. Không, nhưng mà cái tâm tốt. Cái tâm tốt. Nè, mai mốt có gì khó khăn á, nói cho tao một tiếng. Được chưa? Thôi, tôi sợ bị lụi lắm. Ông lụi người ta thì có. Trời, muốn gì? À, anh nói đúng mà. Hiểu, hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? Mặt ngơ ngác. Mặt chưa hiểu. Nè, không trả tiền rồi về đi, đứng đây làm gì nữa. Đi. Tiếng đàn của ai trong màn đêm thanh vang. Tiếng đàn của ai đang chờ tôi quay về. Những u ám kia sẽ rồi tan theo gió. Vé số không chú. Bên tình yêu. Mà chú không mua. Chú cảm ơn con. Tụi nó kìa, chém chết mẹ nó cho tao. Băng quà đen của tụi bay dám kéo qua khu tàu bán hàng, đã về còn dụ dỗ đàn em của tao chơi nữa. Hôm nay mày tính sao? Mày giỏi lắm, dám kéo băng qua đây. Còn bao nhiêu thằng nữa thì lôi qua hết đi, để coi tụi bay hôm nay có đường về hay không. Mày nên nhớ, khu này là khu của tao. Vậy thì ngày hôm nay nó sẽ là của tao. Let's go. Chơi đó. Sao tôi sẽ đằng sau, đằng kia, đằng kia. Giúp tôi nhớ những xe nào thì nó thân cho từ về sau. Không phải màu đó là màu hồng. Không có những nơi sầu đó là vàng ngọc. Không ánh sáng xuống tối năng lực xấu. Còn khi tao vẫn đang cố chống lại với những cám dỗ vô hình. Thì mày phải cố lên nỗ lực đi qua hết khổ. Thế như nước mình hiền, đừng có ai cũng đặt. Anh Hiếu ơi, chị em anh Hiếu ơi, em biết lỗi rồi, em không dám đến khu bến tàu này nữa đâu. Tha cho mày á cũng dễ thôi, nhưng mà để mày lành lặn trở về thì mày hời quá đúng không? Đừng mà anh Hiếu, má má em có mình em thôi anh Hiếu, tha cho em đi anh. Ê Quả, giờ Quả mày tới thiệt nè, tao cái đồ mày chơi gái dữ lắm đúng không? Đừng mà anh Hiếu, đúng không? Tha cho em anh Hiếu. Để tao cho mày hết chơi nè. À,
đừng anh ơi. Thôi. Lênh đênh theo con sông kia, nhanh phân chia nhiều như dòng đời, tìm về mặt trời vì đời là đằng sau. Tao không thể quay đầu lại. Lênh đênh theo con sông kia, nhanh phân chia nhiều như dòng đời, tìm về mặt trời vì đời là dòng sông. Tao không thể quay đầu lại. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba. Đủ, đủ. Ký tên. Ký. Nè, đủ nha, không có gian lận nha. Nha. Ok chưa? Kỹ chưa? Rồi rồi, kỹ rồi. Ok. À, nè, 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 nè. Gì? Hôm nay có đánh được mấy cá ngon. Thôi bây giờ để lấy một mớ về cho mấy anh em mình ăn lấy thảo nha. Chứ sao? Rồi rồi rồi. Liền luôn, liền luôn. Liền luôn. Liền luôn. Hay quá rồi, được rồi. Rồi giữ cái bọc đi, cho cái thùng này được không? Được luôn, được luôn. Được luôn hả? Rồi rồi, lính luôn. Thôi giỡn ngoài em lấy cái bọc à. Rồi rồi rồi. Rồi. Em đi nha. Woo. Ngoài bén ha. Ô, sáng sớm sàn chỗ này là khỏi tập thể dục nha. Mình mạnh lên mấy chú, mình mạnh lên. Đó là, đó là, đó là. Đó. Lẫn con khác tôi chịu rồi nè nha. Ừ, cắt kèo. Kèo này vậy? Đó rồi hả? Ký lẹ còn nhiều lắm. Ờ, vậy hả? Ờ, để chị ký nha. Chà, trời ơi, cái gì mà vàng đỏ chót vậy nè. Ừ. Làm ăn được lắm không? Ờ, cũng tạm được á em. Nhớ đóng tiền đầy đủ nha. Ừ, rồi. Ok, bữa sau quay lại. Ờ, chị đi. Khỏe không chị ba? Ủa chị hai, ba đám vợ vui không? Vui hả? Một tụi chú đám vợ đi nha. Quay. Rồi, tới đó. Nè, bà cần cá là có cá liền nha. Mốt cứ gọi tôi 1 phút 30 giây có liền. Nhớ lấy cá xong trả tiền đại ca tôi à. Trời, yên tâm đi. Tiền là phải trả rồi. Để vô đàng hoàng lẹ đi. Lẹ tay, lẹ tay, lẹ tay đi. Nè, có cần phải ký tên không? Riêng tôi khỏi ký. Mà không ra tiền tôi ký đâu bà đó. Trời, cậu yên tâm đi. Gọi đó, sẵn lên. Rồi, ok. Chị gọi nha. Rồi, có gì gọi. Uy, sao rồi? Ê, ổn không? Ổn không chú? Ổn rồi. Ôi, ôi trời ơi, trời. Thằng này, đẩy ông tao vậy. Đẩy nè. Ê, ô. À, mẹ hai đứa mày. À, chó này. Phụ không phụ còn lên nữa. Chú mày. Quỷ chứ ác thì chứ. Vô lại. Vô lại, thiếu lại kìa. Nhanh. Ê, ôi. Thiếu. Xong, ký xong. Em cũng ký xong. Em khỏi ký. Sao đánh tao vậy? Sao mày không ký? Mắc gì không ký mày? Nghe tao nói hết hả? Em không ký. Nhưng mà bà không trả tiền cho anh em ký đâu bà. Mày. Nó nói đúng. Tại mày nói trễ. Má mẹ mày à. Mày đói không? Đói. Mày đói không? Đói. Anh Hiếu đói không? Đói rồi. Trời. Cá đâu ngon dữ mày. Ừ. Mày nấu. Tao nấu. Tao phụ. Ok. Đeo bất kiến vô. Đeo liền. Vô bếp. Vô luôn. Lại lẹ nha mày. Mày đây làm gì? Để dọn cơm rang. Ê da. Vô nấu canh đi. Dạ. Rồi có tí chuyện không à. Làm không được nữa. Ê da. Những buồn đau. Em biết không, anh tốn biết bao nhiêu tiền bạc và công sức mới đưa em được tới đây nha. Em biết rồi mà. Cục cưng. Hôm nay anh dành cho em nguyên một ngày. Có bao nhiêu tiền kêu em cứ dỡ hết đi. Chưa quá, em có nhiều lắm. Nhưng mà cưng đã chịu đổi em thanh thôi. Sức khỏe anh thì có thể không đạt, nhưng mà đạn dược á anh chuẩn bị đầy đủ rồi. Ghét rồi. Ôi chị hai. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không có chuyện của tao đâu. Từ từ em trả mà chị hai. Ôi gì tôi kêu công an bắt bây giờ đó. Trời gái rồi đó, bỏ công an hả?
thách nó luôn á. Anh Trường cứu em xuống. Cứu không? Trả nợ cho nó đi. Muốn bao nhiêu? 200 triệu. Hả? À? Anh Trường trả đi, 200 triệu thôi à. Có một ngày thôi à, mà 200 triệu em làm như là quá khôi quá hậu gì à, không bằng. Mày già mà keo, mày có trả không? Dạ? Anh trả nợ nha. Anh Trường cứu em. Nè nè, 20 triệu có ra đâu. Trời ơi, tức thiệt á. Chị, dạ nhớ bằng ẩu hồi nãy không? Đơ là đơ luôn. Đơ giống vậy không? Đúng rồi chị, đơ như tim phiêu lơ vậy á. Nè, tao không có tim nha. Ủa, em giỡn mà. Chị, em nể chị thiệt nha. Mỗi lần chị muốn dụ ai là lại có một chiêu mới sẵn luôn. Chứ sao, chị mày sống ở bến tàu này bao nhiêu lâu rồi? Mấy cái đó hả? Chuyện nhỏ. Dụ theo chị không? Muốn. Đi. Má. Trời ơi trời. Mặt dạ. Mày á thì hớn hở, miệng cười không khép lại hàm được. Chắc đứa nào xui xẻo lắm á mới bị con chơi phải không? Chính xác. Má ơi, con đẻ chị thiệt xuất sắc luôn. Nè, má dạ. Nói cho con biết nha. Hôm nay á con chơi người ta, ngày mai người ta chơi lại con. Bớt bớt tạo nghiệp đi nghe chưa? Trời ơi má ơi, con không chơi tụi nó thì thôi chứ ai mà dám chơi con. Đúng rồi đó má. Nè. Dạ. Thằng Hiếu nó đợi con từ sáng giờ á. Gì? Má, anh Hiếu nói thiệt hả? Lẹ lẹ đi, nó dẹp tiệm tao giờ đó. Vô liền, vô liền. Anh Hiếu, anh Dẹp. Đau. Đau đâu vậy? Đau tim. Tim. Ê, đứa nào dắt chó vô massage vậy? À! Đau vừa lắm. Anh, sao anh qua đây mà không báo cho tụi em biết trước vậy trơn vậy? Tại em vẹt nè. Nó kêu nó mệt nên là cả đám mới đi qua đây chứ. Nó xạo chứ mệt cái gì. Qua đây ghẹo chinh chinh của em thì có. Chị này, chọc em hoài à. Anh, mày muốn có quà đây á, cho em biết trước nha. Em ở nhà em đợi anh nha. Ai làm cũng được mà. Sao mà ai làm cũng được? Tay nghề của em mới là chân truyền đó. Mấy đứa này á, không có làm lại em đâu. Đó, chân truyền đó. Anh ơi, ngày mai anh rảnh không anh? Làm gì em? Mấy hôm nay nè, khách đông quá, má ngồi má đếm tiền, bị mỏi lưng. Má kêu em á là đi mua cái máy massage gì đó ngoài chợ điện á, mà em đâu có biết gì đâu. Em định nhờ anh chở em đi mua nè. À, vẹt. Cá kèo với con gấu. Dạ. Ngày mai có đứa nào rảnh không? Mai bận rồi, mai chở Chinh Chinh đi gấp thú à. Cá kèo thì sao? Mai em về thăm má anh ơi. Gấu rảnh không? Dạ em chở các kèo về thăm má. Điên mày, má tao má mày ra thăm vậy? Mày chưa có bằng lái để tao chở cho. Đúng rồi. Thấy chưa, còn có mình anh rảnh thôi đó. Thôi anh đi đi. Bình thường á, má nuôi em thương anh lắm mà. Không lẽ bây giờ má em nhờ có chuyện chút xíu à, mà anh không chịu đi, đúng không? Dạ. Đúng rồi. Dạ anh. Thôi có gì mai anh qua đón em ha. Ok. Giá trong tôi chợt yêu thương sao cuộc sống gian đơn thôi. Mộng mạc bình dẫn chân phương từ trong từng điều nhỏ nhói nhất trên đời. Giấu diếm làm chi quan tâm làm chi bao nhiêu cảm xúc kia. Cứ sống thật đi nên tôi cười khi tôi vui tôi khóc khi tôi buồn. Cứ mãi cuốn theo cuộc sống ngày nay đã có những khi nào đó để ý. Những thứ gian đơn gần cuối cùng ta lại là mình vui. Tuy giờ bé nhỏ vài tiếng chim trời nắng. Sẽ thấy vui hơn bằng lòng và nâng niu trân trọng cho những gì mình đang có trong đời. Tính toán làm chi?
cái gì vậy trời? Gì á? Em á, em nói đi mua đồ cho má. Mà vô đây anh toàn thấy em mua đồ cho em không à? Bậy nha, em có mua đôi giày cho anh nữa. Nè, em lựa kỹ lắm á. Rồi. Chết rồi, nãy đi gấp của em bỏ quên đôi giày của anh ở chỗ rồi. Anh đứng đây đợi em nha, em chạy vô lấy cái em ra liệt nha. Thôi đừng có căng mà, đợi xíu nha. Tôi đang đứng trước siêu thị, anh đến đón tôi liền nha. Dạ. Bên tàu đó. Chà, ra là anh Hiếu. Dạ, em chào anh Hiếu. Tụi bay là thanh niên bạm vỡ mà đi ăn cướp của phụ nữ. Tụi mày ăn thấy nhục à? Dạ, chẳng qua là miếng ăn anh Hiếu ơi. Anh Hiếu cho em gửi cái này lại cho anh Hiếu. Đi đi. Lần sau á, đừng có để tao thấy tụi bay xuất hiện ở khu bến tàu này một lần nào nữa. Dạ dạ, tụi em cảm ơn anh Hiếu. Cô ơi. Dạ dạ, tôi mới bị giật túi anh. Cái túi xách này của cô đúng không? Cô thử bên trong có mất gì không? Đương nhiên là không có rồi. Bọn anh cùng một phe mà. Cô nói gì kỳ vậy? Lần sau muốn cua gái á thì xài chiêu khác đi. Chiêu này cũ rất lắm rồi. Rồi mà anh làm gì nhìn dữ vậy? Bộ thích kiểu con gái vậy hả? Thích gì mà thích. Cô ấy á, bị giật giỏ sách, anh lấy lại giùm thôi. Với lại anh không thích mấy cái đám giang hồ khác á, nó qua địa bàn này nó quậy. Thấy coi bộ cũng tươi ngon quá trời. Hèn chi anh mới chịu làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Con gái người ta á, mà em làm như hàng tôm hàng cá ngồi chờ vậy. Hàng tôm hàng cá hay không thì em không biết. Nhưng mà nhìn cái kiểu con gái đó, em thấy là nhà giàu có học thức rồi đó. Cỡ anh á, không có giới tới đâu. Em thấy á, anh nên trân trọng những thứ mà ở gần bên anh nè. Giống như em vậy. Anh chỉ cần giới tay ra thôi là tới em liền. Anh mệt quá. Đi về đi. Lúc nào cũng vậy hết á. Anh, đợi em với. Let's go. Tao có sẹo ở đằng sau, ở đằng chân, ở đằng đầu. Giúp tao nhớ những sai lầm của bản thân cho từ nay về sau. Không phải ngầu, đó là bài học. Cuộc đời có những nỗi sầu, đó là vàng ngọc. Mong ánh sáng xuống đêm tối, năng lượng xấu qua đi. Tao vẫn ráng cố chống chọi với những cám dỗ vô vị. Mày phải cố lên, nỗ lực, đi qua hết khổ cực. Sẽ có tao bên mày mỗi khi đối diện cùng cực, buồn bực. Sẽ phai màu khi thời gian qua, nhiều cánh cửa sẽ mở khi trái tim của mày gian ra. Trái tim thánh thiện ở trong thánh điện, giúp mày tránh, giúp mày đánh những chuyện gian tà. Quá khứ đã trôi qua không thể quay lại. Hôm nay tao không biết những chuyện tương lai. Sau lưng vẫn có tao, watch your back right. Hãy như nước bạn hiền, đừng có ái ngại. Lênh đênh theo con sông kia, nhanh phần chia nhiều như dòng đời. Tìm về mặt trời, vì đời là dòng sông. Hãy như nước bạn hiền. Lênh đênh theo con sông kia, yeah. Nhanh phần chia nhiều như dòng đời, yeah. Tìm về mặt trời, vì đời là dòng sông. Tao không thể quay đầu. Một là tao chết. Hai là mày chết. Nếu tôi mà sợ, tôi còn phải là hiểu bên tàu nữa. Nỗi đau ở bờ vai không thể nói cho một ai.
ai, bởi vì chúng ta quá khác biệt. Chết tiệt đôi khi muốn la lên, nhưng cũng bởi vì số mệnh, cho nên quá khứ và cái tên tao phải dẹp cho nó qua bên. Và tao biết ở trời cao luôn có người đang nhìn xuống, miệng mỉm cười nước dâng cao và con thuyền đang chìm xuống số mệnh. Và kiếp người cứ lên đên hên xui nhưng toàn không hên. Và cứ mỗi ngày đang trôi qua liệu tình cảm này có phôi pha hay linh hồn đang lạc lối không nhà. Tao đang đi tìm hạnh phúc với đôi cánh đã mục thiên thần nơi địa ngục. Trôi theo dòng sông, mày cứ flow như là dòng đời. Trôi theo dòng sông, mày cứ flow như là dòng đời. Trôi theo dòng sông, không thể quay đầu lại. Trôi theo dòng sông, không thể quay đầu lại.